Vlog 2 nè mọi người. Chưa coi với. Rồi sáng sớm thức lúc 6 giờ sáng à. Muốn lòi con mắt luôn. Sao chuẩn bị đồ hả? Xong rồi đi. Rồi nói đi. Nói vậy. Ủa? Nay sáng sớm 6 giờ rưỡi đi ăn cháo nha mọi người. 7 giờ rồi. Dạ, yeah, kể ra đi. Ăn dạ. Cháo xong rồi vô chi tôm ăn gà đốt. Nó nhỏ nhỏ không? Ăn gà đốt. Ăn gà đốt. Mọi người gắm thổ ruộng xâm nước dễ đẹp miền quê mọi người. Dưới đây cũng có nhiều đó. Hả? Ừ. Rồi rốt cuộc tới tiệm cháo hết cháo nha mọi người. Chuyển sang ăn hủ tiếu tô 20k, tổng cộng 40k. Đi ăn có mở phim tại Vô Ký cũng vui lắm. Giờ mình ghé tạp hóa mình mua hai chai suối với bịch khăn ướt rồi mình chuẩn bị phòng hờ mình đi ăn gà đốt nha mọi người. Xong rồi mình lên đường. Tôm nha mọi người. Vì tôm cũng có xe, có đường. Khi vào Tà Bạ được 15 phút về tới chùa Tà Bạ nha anh em. Vô chụp được mô hình luôn. Quá dữ. Rồi sau khi tham quan chùa chụp hình rồi, tạo pose rồi thì bắt đầu đi kiếm cà phê ngồi uống trước khi đi kiếm gà đốt ăn. Ok. Gà đốt. Chỗ cà phê nhìn phong cảnh cũng thiên nhiên hoang đãng lắm. Có khỉ không không biết. Còn. Rồi quán cà phê. Xì. À vô quán cái. Vậy là đẹp đó. Ơi. Đẹp rồi. Đẹp sao? Ai thấy đẹp nói gì nói à. Cà phê nói chung đẹp đẽ thoáng đãng mát mẻ nha mọi người. Có cho thuê liều 500k một đêm nữa. Đẹp quá, hai đứa chụp hai tấm hình nè. Rồi kết thúc khoảng thời gian nghỉ ngơi ở cà phê rồi. Giờ mình đi qua chỗ gà đốt nha mọi người. Mọi người ai mà kêu vậy? Mọi người là mọi người. Ý kiến không? Ê quay đó đẹp rồi. Đâu? Đó. Rồi quay cảnh đẹp cho mọi người luôn. Rồi, nói quay cảnh đẹp rốt cuộc không quay nha mọi người. Tại làm biến. Giờ qua chỗ gà đốt luôn. Đây là tuần của phòng ta. Khoan đó. Ê vô núi này có khỉ lắm vậy. Khỉ? Hả? Có không? Không. Không hả? Khỉ rồi. Rồi nó có thì nó cũng mình đâu có thấy được đâu. Anh xui thấy vậy. Bên đây rồi đó. Hey, mọi người.
vậy chứ. Quán cái cầu thang khủng long nữa. Rồi tới bàn ăn nha anh em. Kêu gà đốt, tôm hấp bia. Gì nữa ta? Mực nướng mưa hết, nhưng mà mực tự nướng. Tôm thì không có tự hấp. Cái gì? Rồi giờ đi vệ sinh nè. Con trăng. Quay rồi. Trời ơi. Đã đi đái xong. Bây giờ quay về bàn. Thua. Ai đã vào bàn gà đốt. Ok con dê. Nghĩ sao mới tới lần đầu. Kêu trời mình chọn bàn. Dạ, không phải là kêu em chọn bàn mà hỏi anh là chọn cái chỗ coi anh muốn ngồi bệt hay là sao. Đừng có quay cái mặt đang sống. Chưa có tới lần nào sao mà biết chỗ nào được hơn được. Tại vì ở dưới là một cái nó có bàn nhưng mà nó hết có bàn rồi. Rồi xong rồi nó chỉ còn cái chỗ. Hay là anh muốn ngồi bệt. À vậy hả. Chứ đâu phải là kêu anh chọn chỗ đâu. Ok nha. Ok nha. Bởi vì người ta dễ hết mà không nghe. Ok nha. Người ta dễ hết không nghe người ta nói rồi xong chắc người ta. Tính kêu tôm hấp bia mà hết tôm mọi người. Giờ đổi sang bò xào lá vàng. Cho hấp bia. Ừ. Em muốn tôm. Đu đòi quá. Em muốn tôm. Đu đòi quá. Để tôm, sao đi. Tôm. Em muốn tôm. Đừng cắt cái này nha. Mọi người. Mực nướng mực ớt. Gà nấu lá ven. Chỗ này ý tôi phải gà nấu lá giang nha mọi người. Chỗ này là gà đốt. Có nguyên cục tỏi luôn random. Ủa em kêu này cái gì vậy? À đi kèm với gà hả? Với bò xào lá vàng nha mọi người. Gà đốt thấy thơm á, có cảm tình. Được. À giờ quay múc bang á. Múc bang review. Cam của em mới đẹp mà cam em nhìn trắng tươi à. Cam ảo gì á. Cam cam thực tế. Cam cuồng. Con gà không? Con gà không cắt ra sao rồi. Cho đây, ngồi xuống đi. Dọn mấy chén nước chấm này ra đi. Chén nè. Mấy cơm làm gì làm á. Làm nghĩa vụ của phụ nữ thôi. Rồi luôn. Rồi luôn. Trời ơi là trời. Chỉ ăn đi. Vừa mới lấy đồ. Đi xin cái muỗng mới cho tao. Rớt cái muỗng mọi người. Tại người yêu. Rồi chuẩn bị làm gà nha. Để vô cái bác sĩ vậy đó. Bác sĩ tới đây bằng tay y tế nè. Tay y tế nè. Đi nướng mực rồi. Vậy nướng mực ở đâu vậy? Bên cái bếp thang. Có cái lò đâu à, nướng. Đây nè bà. Ủa đây hả? Nướng được không? Được. Giờ cái này xin. Đừng qua. Có để nó thét nha. Mất 150. Ê ở dơ. Quạo lại chơi khuôn miếng rồi người. Cái mặt ở dơ. Zoom vô cái mặt ở dơ. Ủa ai là mọi người mà kêu quậy vậy? Mọi người là cái cách nói của người ta. Đúng không mọi người? Người ta là ai vậy? Cục mề đâu mọi người. Cục mề cũng cục đó rồi. Ngon. Chấm cái này mới ngon. Có ai chê đâu. Thôi để anh nướng cho. Thấy không được hả? Đỡ. Thấy thầy chưa? Mà làm nghiêm túc. Ở đây bậy bạn không có chữ thầy à. Làm nghiêm túc là phải đứng dậy. Ủa vậy không làm nghiêm túc hả? Người yêu tôi nhầm lắm. Bà nói gì á mọi người ơi. Không có hiểu. Ngon lắm. Giống như tôi vẫn mặt bá. Tại giống như tôi giống bà rồi. Vẫn xạo nữa. Tôi thừa không à.
nói chuyện là đứa đối thừa không à, nó giống ba chắc tự đi. Oh, nóng ngon thấy không? Chưa ăn nữa hỏi thấy ngon không đâu. Thua. À biết nãy anh ăn cái mệt kìa. Sao mà người ta làm sao đâu? Sao mà hả? Sao? Sao người ta làm nguyên con gà này mà nhắm vậy? Làm mọi người nguyên con gà nè. Giống cái tướng của anh á. Cũng bự đó, 300k. Không biết hợp với cái giá không? Cắt cái đít con gà ơi. Nó nói sao hỏi hai đứa ra ngoài bị chặn đường đánh đi. Trước sao tôi hay quá gì trời, chỉ học cách gà. Đó là đâu có mấy cái chỗ gì đâu, đàn ông trai biết cách gà luôn, học từ mẹ đó. Vậy hả? Cảm ơn mẹ nghe. Random. Đứng gì mệt quá mọi người, ngồi nghỉ đi. Ủa vậy là không, con người không nghiêm túc rồi, lũ bu rồi đó. Ok, nóng tắt phân nửa con gà à. Cứu con má ơi. Đạn 11 giờ đó anh em, làm gà này xong rồi tới chiều luôn. Đừng nói vậy mà. Tới 4 giờ luôn. Ui nó nồng. Má ơi. Dữ luôn. Sao mà quay camera thấy con mình anh gì? Đang đánh mật. À em đang đánh mật. Chù chù. Cho mày chết. Cho mày chết. Ít gà hả mày? Mật chắc cũng hơi chút nha. Nãy xương đi em. Sao lên camera nhìn tôi đẹp trai vậy trời? Thì em nói cái cam của em đẹp mà. Cam ảo. Cặp sống. Nào mà nhìn tôi xấu á, cái cam nó mới thực tế. Ủa y chang cái cam này mà. Giờ ý là anh cho em xấu à? Chứ là người yêu tôi nói chuyện không hiểu gì mà. Nó không hợp logic. Chắc nó phi logic. Đã nói mật vậy là sắp chín chưa vậy? Tự nhiên mình đang nói mình xấu anh. Cái bà nói anh cho em xấu hả? Anh ơi. Liên quan. Anh thấy cái mật này sắp chín chưa? Tí xíu nữa đi. 2 phút nữa là chín rồi. Sao biến được 2 phút vậy? Nó bừa. Thấy gà chiên vậy chứ mà cũng có nhiều mùi vị quá không? Ngon hả? Ừ. Tưởng nó lạt giống như mấy cái món gà chiên bình thường nhưng mà không? Để là chưa rồi sao? Ăn xong cố cụ không nổi giờ với xin ba cái hộp mang về nghe anh em. Khổ. Sao ngoan quá vậy trời. Bự quá nha. Con ông chủ gà đốt đúng không? Đúng không? Trả lời. Nè. Đó. Ăn nhỏ nhẹ đó. Giữ sang với trời. Ăn xong muốn ói ỉa luôn rồi. Ăn thở không nổi. Rồi thôi giờ lên xe đi về.